Vừa qua, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận và phẫu thuật thành công khối u men khổng lồ xương hàm dưới cho bệnh nhân nữ 24 tuổi, nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu, khối u vùng xương hàm mặt lớn, gây biến dạng xương hàm dưới và mặt. Nguyên cả khi 9 tuổi, hoàn thuật tiền đến hộp gạo, ra dây dây nọ to hết, chết khả năng no cả, ăn uống khuất tà, ăn cơm thì hình ngạc, huynh ăn cháo, huynh ra cái khăn, trẻ sợ dễ hơn. Và con cô huynh ra bò được cái khăn, cái ưu sẻ này sẽ loại bỏ. Các bác sĩ từ nhiều chuyên ngành đã hội chẩn đánh giá tình trạng của bệnh nhân kỹ trước khi phẫu thuật. Bệnh nhân được nuôi dưỡng chăm sóc đặc biệt, đầy đủ điều kiện tiến hành cuộc mổ. Ca phẫu thuật diễn ra gần 6 tiếng đồng hồ, được tiến hành với 2 kíp. Kíp thứ nhất phẫu thuật tổn thương, xử lý mạch máu. Kíp thứ hai tạo hình vạt xương mác. Cái khó ở đây thì là cái khối u của cháu nó phát triển rất là to, gần bằng cái đầu của cháu. Thế và cái hệ thống mạch máu nó rất giàu, rất phong phú. Cho nên rằng là chúng tôi cắt cái khối u này thì chắc chắn là nó sẽ gây ra những vấn đề về chảy máu, mất máu. Vấn đề khó thứ hai nữa là vấn đề là khi cắt được cái u rồi thì cái việc tạo hình lại cái xương đó như thế nào. Viện 108 đây thì cái việc mà chúng tôi sử dụng cái xương ở cẳng chân, một cái xương ngoại xương mác để thay thế cái phần xương hàm dưới bị mất đoạn là cái việc mà làm từ rất lâu nay và rất là hiệu quả. Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân ổn định, hồi phục tốt và sớm được ra viện. Và mong ước được tháo bỏ chiếc khăn bịt mặt của cô gái trẻ đã được thực hiện. Ôn hơn, ăn được nhiều hơn, thành nhẹ nhàng hơn và không cần phải bịt khăn nữa.